Xin chào các bạn, mình là Thành Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lập công thức để tìm ra giá trị cuối cùng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm giá trị cuối cùng theo hai tình huống như sau. Tình huống đầu tiên đó là mình sẽ bố cục dữ liệu theo chiều ngang, và tình huống thứ hai đó là mình sẽ bố cục dữ liệu theo chiều dọc. Đối với tình huống đầu tiên thì mỗi ngày mình sẽ bố cục thành một cột và mình sẽ nhập các giá trị khác nhau, trong đó có những ngày bỏ trống. Bây giờ mình muốn tìm xem giá trị cuối cùng là ngày nào. Giả sử đối với nhân viên số 1 thì giá trị cuối cùng đó là giá trị 7.5. Đối với nhân viên số 2 thì là 8, số 3 là 8. Tương tự như vậy đối với các nhân viên khác. Thì khi đó công thức của mình để tìm ra giá trị cuối thì mình sẽ dùng hàm lookup. Tham số đầu tiên của hàm lookup thì mình sẽ đưa vào một con số sao cho nó lớn hơn tất cả các giá trị trong đây. Giả sử số lớn nhất của mình là số 8 thì mình sẽ đưa vào một số ví dụ là số 10. Tham số thứ hai của hàm lookup thì mình sẽ quét vào cái vùng, tức là mình sẽ quét theo từng dòng. Mình sẽ quét vào từ ô B4 cho đến ô K4, và sau đó mình sẽ đóng ngoặc kết thúc hàm lookup và mình sẽ kéo xuống dưới cho khâu còn lại. Khi đó chúng ta sẽ tìm ra được giá trị cuối cùng của từng dòng. Tiếp theo thì mình cần nâng cấp hơn một chút, đó là mình muốn biết xem cái giá trị cuối cùng này là vào ngày nào. Thì công thức của mình vẫn là dùng hàm lookup. Tham số đầu tiên của hàm lookup mình sẽ đưa vào số 2. Tham số thứ hai thì mình sẽ đưa vào một mảng. Mảng này thì mình dùng phép chia như sau. Mình nếm 1, sau đó mình chia cho toàn bộ cái dòng này và mình sẽ so sánh có khác trống hay không. Sau đó mình sẽ đóng ngoặc kết thúc cái mảng đó. Và tham số thứ ba của hàm lookup đó là mình sẽ quét vào dòng ngày. Và dòng ngày này thì mình sẽ cần cố định lại. Sau đó thì mình sẽ đóng ngoặc kết thúc hàm lookup và mình nhấn Enter, kéo xuống dưới. Thì khi đó chúng ta nhìn thấy ngay, ngày cuối cùng của nhân viên 1 là ngày mùng 8, tiếp theo là nhân viên 2 là ngày mùng 9, nhân viên số 6 chúng ta nhìn thấy đó là ngày mùng 10. Tiếp theo đến tình huống số 2, đó là mình sẽ bố trí dữ liệu theo chiều dọc. Mình sẽ có cột mã, cột ngày và cột số lượng. Bây giờ mình sẽ tìm xem số lượng cuối cùng của từng mã là bao nhiêu. Thì công thức mình vẫn làm tương tự, đó là mình dùng hàm lookup. Tham số đầu tiên của hàm lookup mình đưa vào là số 2. Tham số thứ hai thì mình sẽ đưa vào một mảng. Mảng này thì mình sẽ dùng phép chia gồm 1 chia cho. Mình quét cả cột A. Mình cố định lại, sau đó so sánh có bằng mã bên bảng báo cáo hay không. Kết quả thì mình sẽ quét vào cột số lượng và cố định cột số lượng lại. Sau đó thì mình sẽ kéo xuống dưới cho có ổn lại. Như vậy chúng ta nhìn thấy đó là số lượng cuối của mã hàng A là 0. Chúng ta nhìn thấy từ trên xuống dưới mã hàng A là cuối cùng và tương ứng là 0. Tương tự như vậy mã hàng B thì số lượng cuối cùng là 6 và mã hàng C số lượng cuối cùng là 5. Còn trong trường hợp nếu chúng ta muốn tìm ra số lượng cuối nhưng phải thỏa mãn đó là số lượng cuối phải lớn hơn 0 thì khi đó mình sẽ sửa công thức như sau. Đằng sau cái dấu ngoặc của mảng này thì mình sẽ dùng tiếp phép chia, sau đó thì mình sẽ mở ngoặc và mình lấy cột số lượng vào. Và mình sẽ so sánh nó phải lớn hơn 0. Mình sẽ đóng ngoặc. Khi đó chúng ta tìm thấy kết quả đó là cái số lượng cuối cùng của mã hàng A là 8. Mình sẽ tìm thấy bên trên mã đầu tiên là 7, mã thứ hai là 8 và mã thứ ba là 0. Thì như vậy mã cuối cùng mà lớn 0 tính là 8, kết quả đã đúng. Tương tự như vậy đối với ngày cuối thì mình vẫn là dùng hàm lookup. Tham số đầu tiên thì mình điền là số 2, tương tự mình tạo một mảng, mình chia cho. Điều kiện thứ nhất đó là cả cột mã có bằng với lại mã bên báo cáo hay không. Điều kiện thứ hai đó là mình sẽ lấy cả cột số lượng. Mình so sánh nó phải lớn hơn 0. Và kết quả trả về mình sẽ quét vào cột ngày. Sau đó thì mình sẽ đóng ngoặc hàm lookup. Tương tự mình sẽ kéo xuống dưới. Tuy nhiên thì kết quả nó trả về một con số thì chúng ta sẽ format nó về dạng sort date. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái công thức để chúng ta tìm ra giá trị cuối cùng theo hai tình huống, đó là theo từng dòng và theo từng cột. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm cách để tìm kiếm và xử lý dữ liệu. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.